Xin chào tất cả quý vị, các cô, chú, anh chị và các bạn. Tôi không thể, thật sự là tôi không thể dùng cái sự phẫn nộ của mình để tôi thể hiện trên video được. Trong tất cả các video tôi luôn dành cái sự công bằng cho tất cả những người, cho câu chuyện. Nhưng càng đi sâu vào câu chuyện này, tôi càng cảm thấy đau lòng cho những người trong câu chuyện. Đặc biệt là tôi đã nói rất rõ ràng. Đến bây giờ thì tôi khẳng định 100% cái câu chuyện tôi ủng hộ bà Loan là không sai. Chúng ta đừng có nhìn vào những cái vạ miệng của bà ấy. Chúng ta hãy nhìn vào cái cách con dâu đối xử với bà ấy. Cũng đừng nhìn tất về cách con dâu nói về bà ấy, mà hãy xem kể cả con dâu và cháu nội đối xử với bà ấy như thế nào. Xin thưa với tất cả cô chú anh chị và các bạn, tại sao tôi lại nói là như vậy? Trong video này tôi sẽ trò chuyện cùng với tất cả mọi người, nhưng trước hết là chúng ta hãy nói là cách đối xử với nhau. Vậy chúng ta đã đầu độc nhau hay là chúng ta đã đầu độc con cái như thế nào? Thì có lẽ là người dân ở nơi đó họ sẽ biết. Và đây là một sợi tát tốt của cháu Chiến dành cho tất cả những người mà ủng hộ bà Loan. Sợi tát tốt đó như thế này: đừng để tao vào được nhóm, đừng có anh hùng bàn phím nữa, có gì nói thẳng mặt nhau này. Đờ cờ mờ, ra đời rồi cũng phải biết suy nghĩ tí, có éo gì nói thẳng mặt, việc bờ oai gì mà phải làm những trò vớ vẩn vậy, bố mày khinh. Đây là status của một cậu thanh niên đã có gia đình. Của một cậu thanh niên đã có gia đình, và tôi đã né đi cái việc là không muốn nhắc đến cháu Chiến còn bà Loan. Nhưng tôi thấy rằng là trong cái sự việc này, mình là một người thanh niên, mình sẵn sàng lên mạng xã hội, mình nói những điều thô tục, và còn động trời hơn nữa là việc mình sẵn sàng nói những lời xúc phạm đến bà mình, sẵn sàng buông những lời không hay về bà mình. Thì xin thưa với tất cả cô chú chị và các bạn, nói có sách thì mách có chứng. Đây là sở tất tốt mà con trai chị Lịch đã đăng trên trang cá nhân. Và trong này thì chúng ta cũng sẽ phân tích cả những cái đoạn ghi âm của chị Lịch nữa. Nhưng trước hết nói về cái cách đối nhân xử thế. Có lẽ Chiến và kể cả em trai mình đã quên mất rằng trong những cái quãng thời gian sống lúc nhỏ, các anh đã được bà Loan nâng niu chăm chút như thế nào. Càng đi vào sâu cái sự việc này thì chúng tôi lại càng tìm thấy được những cái dẫn chứng mà nó khiến cho người khác đau lòng. Đó là cách đối nhân xử thế. Cho dù bà mình có khó tính thế nào đi chăng nữa thì đó cũng là người đã sinh ra cha mình. Và bà mình có khó tính thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể đong đếm hoặc tính toán hoặc so sánh với cái công lao mà khi các anh còn nhỏ, còn đỏ hỏn ra. Bà ấy chính là người đã nuôi các anh trong quá trình mẹ anh đi lao động xuất khẩu để chăm lo kinh tế cho gia đình. Tôi gọi như vậy để cho các anh hiểu. Khi mẹ anh đi làm kinh tế thì người bà ấy chính là người đã lo cho các anh. Vậy tại sao các anh lại có thể nói những cái lời này? Và bây giờ thì tôi hỏi luôn là anh Chiến, con trai bà Loan, cũng như là người em thứ hai hay là vợ của anh Chiến nữa, có bao giờ các anh các chị buông những lời mạt sát bà Loan, nói bà Loan một cách nặng nề không? Câu hỏi này tôi xin dành cho cả bốn mẹ con nhà các anh, cả con dâu chị Lịch. Tại sao hôm nay tôi lại nói lên? Đáng lẽ tôi né những người này ra, nhưng vì những cái chứng cứ và những cái dẫn chứng nó đập vào mắt, cho nên là hôm nay tôi chỉ nói hai người con trai thôi. Tôi muốn hỏi các anh là các anh ăn cái gì mà các anh lại có thể dùng những cái từ ngữ đó? Và con út của chị Lịch, tôi xin hỏi, có phải là cũng đã va chạm, cũng đã có những cái hành xử mà thậm chí là ở địa phương đã thuộc vào diện cá biệt, có đi lấy của này, có đi lấy đồ kia của nhà ai không? Câu hỏi đó tôi sẽ hỏi đích thân dân làng hàng xóm các anh khi tôi có mặt tại nhà bà Loan, để cho tất cả mọi người thấy. Còn tôi đã có trong tay rất nhiều cái dẫn chứng cụ thể mà các anh không thể chối cãi được. Thậm chí là các anh còn dùng những cái trò nghe theo chị Lịch
trả thù người khác. Nếu như người khác nói xấu gì về các anh hay là nói những cái điều mà các anh không bằng lòng, các anh sẵn sàng đi chặt chuối nhà người ta, sẵn sàng đe dọa người ta. Và cái câu chuyện này khả năng là các cán bộ địa phương ở thôn xóm đều biết và người ta né các anh. Nhưng đó là thời ngày xưa thôi, còn thời bây giờ xin thử lỗi các anh nha. Các anh đừng vênh váo ở xó nhà, ra ngoài đường. Các anh có nhìn thấy bây giờ câu chuyện còn có núi cao, còn có núi cao hơn không? Tôi muốn nói với tất cả các anh các chị rằng không chỉ có bà Lịch đối xử không tốt với mẹ chồng đâu, mà cả các cháu nữa. Vậy tôi hỏi là với những cái như vậy thì bà Loan bà đòi đất lại là có đáng hay không? Đáng. Đến giờ tôi khẳng định là đáng. Không phải câu chuyện của nhà tôi, nhưng tôi thấy các anh các chị làm quá, quá quát quá, quá đáng so với những cái gì được gọi là mình là bổn phận làm con, làm cháu. Cho dù bà ấy có sai thế nào đi chăng nữa thì bà ấy cũng là một người già ngoài 70 tuổi rồi. Bà ấy đã nuôi các anh các chị, bế các anh các chị từ khi còn đỏ hòn, lọt lòng, chăm cho các anh các chị từng giấc ăn giấc ngủ, để rồi các anh các chị sau này nghe theo mẹ mình xúc phạm luôn cả cái người bà mà đã cho các anh các chị. Vậy thì bây giờ cô chú anh chị và các bạn có thể hiểu rằng là chúng ta thấy ở đây, tuy là chúng ta nói như vậy, nhưng mẹ con đã có những mâu thuẫn như vậy thì chắc chắn là con trai họ sẽ phải nghe theo chị ấy và họ đồng lòng cho tặng tài sản cho bà ngoại, cho bà ngoại mình, thì cũng là một cái cách để khiến cho bà Loan không thể lấy được. Nhưng hãy nhớ rằng là tòa án trả lời rất là rõ ràng, bà có thể kiện bất kỳ lúc nào nếu như bà muốn kiện, đấy là quyền lợi của bà Loan mà. Nhưng cái vấn đề ở đây là bà Loan bà ấy bị đối xử như vậy thì bà ấy xứng đáng lấy lại những cái gì thuộc về bà ấy, chứ không phải là như những người kia nói. Và tôi muốn hỏi anh Chiến một lần nữa là các anh đã từng nói xúc phạm đến bà mình chưa? Và các anh các chị cũng phải hiểu là trong cái xã hội trước kia các anh các chị gọi là những cái mâu thuẫn gia đình nhỏ nhẹ, nhưng bây giờ luật là luật và xã hội bây giờ là năm 2024 rồi, không còn cái cách tấn công về tinh thần như cái kiểu mà chúng ta chỉ dùng là à, hôm nay tôi không thích bà tôi cắt nước, mai tôi không thích bà tôi cắt điện. Ở các nước trên thế giới chỉ cần các anh các chị có những cái hành động đối xử với con vật như con thú cưng, các anh các chị bỏ đói không cho ăn, các anh các chị còn phải lĩnh án, thì đây là một con người mà các anh các chị đối xử như vậy. Đừng nhìn vào những cái lễ giáo cổ ngày xưa. Và đặc biệt ở đây tôi nói trong truyền thống trong gia đình, tôi đã xác nhận rất nhiều người và tôi thấy rằng là các anh các chị không được một tí nào trong những cái lời nói của mình. Và cũng có cả cái đơn kiện mà chị Lịch dành cho cái người mà chị không ưa đó. Ở đây là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam này, đây là cái đơn này, tôi để lên cho mọi người nhìn thấy nha, để cho mọi người thấy rằng hãy đối xử với người già trẻ nhỏ một cách công bằng. Và như tôi đã nói trong câu chuyện này, không phải người già nào cũng là người đáng kính, nhưng có những sự thật mà chúng ta đến ngã ngửa bật ngửa. Vậy là có thể nói ở đây bà Loan không có đất một phần cũng do cái vấn đề là cháu bà Loan cùng với quan điểm của mẹ mình. Bởi thế cho nên là bà Loan trắng tay cũng là một điều mà dễ hiểu. Tôi rất mong là ngoài cái câu chuyện mà chúng tôi bình luận thì các anh các chị cũng hãy nhìn vào những cái thực tế và hy vọng là cơ quan chức năng cũng xem xét, và để biết đâu có những cái cơ quan chức năng xem xét hơn nữa thì có thể sẽ phân giải lại cái vấn đề mà bà Loan bà ấy đòi đất. Còn trong câu chuyện này thì đây, mời cô chú anh chị và các bạn cùng nghe xem chị Lịch đã nói gì. Xuất phát là cũng vì là chúng tôi có tài sản thì chúng tôi bán, thì mẹ tôi bảo là không cho bán, thì bây giờ mẹ tôi giữ lại và mẹ tôi sinh sự ra là đi nói với dân làng là chúng tôi sống đối xử với bà không ra gì để cướp bán tài sản của bà. Thế nhưng thực tế là tài sản của chồng tôi, chứ còn tài sản của bà thì bà cho sống nuôi, thì vẫn cướp của bà cho sống nuôi đấy. Trong câu nói này không thể hiện được một cái gì gọi là mang ơn với mẹ cả, không có thể hiện được một cái gì là mang ơn với mẹ chồng cả chị ạ. Chị vẫn nói là tài sản của chúng tôi thì chúng tôi bán, đương nhiên rồi, bà Loan bà ấy cho các anh các chị thì bà ấy mất rồi còn đâu nữa, cho nên là bà bây giờ bà đâu có nói được các anh các chị mà bà phải định kiện vì cái việc là các anh các chị đối xử với bà ấy không ra gì. Tôi đồng ý với cái quan điểm là mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu đôi khi
người dâu, nàng dâu thì cũng vẫn phải chịu thiệt thòi. Nhưng trong câu chuyện này thì có lẽ là chị không chịu thiệt bằng bà Loan đâu. Cái bằng chứng là nó đã thể hiện được rất nhiều video và cái cách nói chuyện của chị, người ta cũng nhìn ra được cái gì đó. Chị cho rằng là bà Loan gây ra những cái mâu thuẫn với chị, với gia đình để đi khởi kiện. Nhưng tôi hỏi rằng là cái cách đối xử của chị và con chị buông những cái lời không hay đối với mẹ chồng mình thì liệu bà ấy có không kiện này không? Và tôi nói ở đây là chị luôn đổ lỗi tại bà Loan. Đúng không ạ? Tôi cho rằng có những lúc bà Loan bực xúc, bác ấy bực bực tức, bác ấy nói và cái không kiểm soát được lời nói. Nhưng hãy nhớ rằng là không có cái gì có thể bao biện bằng cái việc bà Loan bà đã cho tất cả đất đai cho chị, cho con chị. Vậy chứng tỏ bà Loan không phải là một người thâm hiểm, không phải là một người nham hiểm, cho nên sẵn sàng cho. Và khi bà ấy được đối xử tốt, được người khác gọi mẹ ơi và chở bà ấy đi chơi làng xóm, Tết đi chơi chỗ này chỗ kia, rồi mẹ ơi đi về ăn cơm, là bà ấy đã được cảm nhận cái tình cảm. Nhưng bà ấy không nghĩ rằng là trong những cái cách đối xử nó tốt ở bên ngoài đó, là bên trong nó đã có những cái được gọi là âm mưu, được gọi là thủ đoạn có sẵn rồi. Tại sao như vậy? Tại sao lại phải nói về một người mẹ chồng như vậy? Đây, chuyện hành động của chúng tôi không ra gì ngược đãi. Tôi rất là cắn răng nhưng hay đi. Tôi nghĩ là tôi không thể bảo mua bảo đảm được cái tài sản của tôi nữa, thì không thể giữ được, thì tôi bán. Sau khi mảnh đất được nhiều người dân cho rằng mẹ chị Lịch đã bán xấp xỉ 3 tỷ đồng khiến bà Loan nghi ngờ việc mua bán không đúng pháp luật, thì chị Lịch cho rằng việc mua bán này là hợp pháp. Cái việc mua bán thì chúng tôi mua bán đúng với pháp luật, giấy tờ và chúng tôi sẽ làm đúng với pháp luật. Thế còn bây giờ cái việc là chúng tôi, mẹ tôi mua bán cho ông đấy, thì bà tôi mới bảo là bây giờ cái quyền sử dụng là của chúng tôi, đất của chúng tôi, tài sản của chúng tôi có quyền bán mua bán đấy, cứ đúng với pháp luật là được. Thế còn tôi không làm sai, nếu tôi làm sai thì tôi hoàn toàn chịu pháp luật. Thế còn cái đúng là mẹ tôi thấy tôi bán đất cho ông Điền thì mẹ tôi mới bê công ra ngoài đấy, mẹ tôi ngồi, mẹ tôi mới đi làm những cái việc như... Đúng rồi, chị nói là bán là đúng pháp luật. Ở một miền quê khi mà bán đất, bán đai thì tất cả chỉ cần có người đến hỏi thôi, cả làng đều biết. Nhưng làm sao mà chị bán đất mà cả làng chả ai biết, cũng không ai biết miếng đất đó bán từ khi nào. Và đến khi cầm trên tay cái tập hồ sơ thì mọi người mới té ngửa, ngã ngửa ra là miếng đất đó đã được bán âm thầm từ bao giờ. Chúng ta ở các làng quê chúng ta đều thấy rằng câu chuyện đất đai, nếu tôi có đến mua đất nhà các anh các chị, hoặc các anh các chị có ý định bán là đánh tiếng lên là bán, thì cả làng đều biết. Nhưng ở cái làng đó thì tôi lại thấy có một cái điều lạ là đất bán xong rồi thì cả làng cũng chẳng ai biết. Và đến khi xảy ra cái câu chuyện tranh cãi, khiếu kiện thì cả làng mới vỡ té ra là đã bán cho cái anh Điền đó từ bao giờ. Tất nhiên rồi, người ta có miếng đất đẹp, người ta lại mua được một miếng đất cạnh đấy hợp lý đối với cái thửa đất của người ta thì chắc chắn là người ta sẽ mua. Ở đây chẳng ai trách người chủ đất, mà tại sao người ta lại trách cái người bán đất? Và nếu như chị sống có tình có nghĩa với làng xóm thì tại sao ra làng xóm lại kéo đến nhà mẹ của chị? Đấy là cái câu hỏi mà tôi thấy nó khá là buồn cho cái cách sống. Và đôi khi là chúng ta nhìn vào những cái vật chất để chúng ta sống, chúng ta đối xử với nhau. Và đến bây giờ thì tôi mới hỏi kỹ lại một điều nữa là chị có đưa vào cái tư tưởng của con cái chị rằng bà ấy là người thế này, bà ấy là người thế kia không? Và tại sao con của chị lúc vui thì không sao, lúc buồn thì nó sẵn sàng nó nói những cái lời chẳng ra gì đối với bà Loan? Vậy là đến thời điểm này tôi cũng đã rõ ra một chút về cái cách mà con chị sẵn sàng đối phó với cộng đồng bằng những cái từ ngữ để đăng lên status, tuy là xóa nhưng cuối cùng nó vẫn hiển thị lên, là bởi vì người ta chụp nhanh lắm chị ạ. À, ở đây nó còn có cái những cái này đấy,
Đây là còn có những cái này nữa này các chị này. Ở những cái phần bình luận sau khi cháu Chiến đăng cái status bất mãn với xã hội thì có những người họ vào hỏi là đứa nào nói vậy cháu, à mấy đứa ngứa mồm mà chị, ai lại làm thế nhẹ nhàng thôi. Rồi có những cái bình luận của ông Chiến, ông còn nói rất là rõ ràng, ông còn nói rất là rõ ràng như thế này nha: tao mở nhà tao băm từng đứa, à đúng không? Có những bình luận tôi thấy là tao mở nhà thì tao băm từng thằng một, đó có không? Có không anh Chiến? Và cái câu chuyện ở đây thì đúng là quá là nguy hiểm. Thật sự là tôi thấy lòng người và cách đối xử. Đến bây giờ thì chúng ta có thể thấy rất rõ ràng rằng là con trai chị Lịch cũng đồng quan điểm với chị Lịch. Đó. Có những người người ta bình luận là bạn còn nhiều cái mà tôi chưa muốn nói đâu, là người ta trêu đó. Thì Chiến làm luôn cho một câu là mẹ chúng nó chứ, tôi ở nhà tôi băm từng thằng một. Vậy anh có dám đến từng nhà, từng người ở cái thôn đó thời điểm hiện tại không? Để anh băm từng người một không? Đó là cái điều mà tôi thấy nó quá là nguy hiểm cho cái câu chuyện này. Và một điều nữa là chị Lịch chị quên rồi à? Chị quên mất là chồng chị Quỳnh. Chị Quỳnh là em anh Quyết. Hình như tôi nhớ không nhầm là chồng chị Quỳnh trong một trong ba người con gái là có đi Đài Loan. Anh ấy cũng phải nhà chị ấy cũng kinh tế cũng kém cho nên là phải đi Đài Loan lao động xuất khẩu. Và bản thân chồng chị Quỳnh cũng là người bảo lãnh cho cháu Chiến nhà chị, cho con trai chị sang Đài Loan để làm xuất khẩu lao động. Và con chị đến bây giờ chửi luôn cả chú của mình. À, tại sao chúng tôi lại biết chuyện này à? Tôi muốn nói với tất cả mọi người là nếu sống tốt, sống thật tâm thì bạn sẽ được người khác trải lòng. Những câu chuyện này rất đáng tiếc là tôi lại không nghe từ chị Quỳnh, tôi lại không nghe từ chồng chị Quỳnh, mà lại từ chính những người ở gần và ở sát với con trai chị, mà thậm chí là có những người ở cùng công ty con trai chị. Bất ngờ không chị? Hãy nhớ rằng là những status của con trai chị, cộng đồng người Việt bên Đài Loan họ cũng đều biết, rất nhiều người chụp lại. Và hãy nhớ rằng là khi chúng ta lên mạng xã hội thì chúng ta chỉ sảnh ra 30 giây chúng ta đăng status thôi là mọi người người ta đều biết. Và chúng ta sống mà chúng ta sống không đàng hoàng thì bản thân chỉ có một điều để chúng ta giấu được người khác là chúng ta ở một mình thì chẳng ai biết thôi, chúng ta làm một mình thì không ai biết thôi, còn chúng ta sống ở một cộng đồng thì tất cả mọi người đều biết. Đây là những điều mà tôi thấy nó té ngửa bật ngửa và càng ngày câu chuyện nó càng đi xa. Nhưng tôi vẫn nói một điều quan trọng, khi chị nói đến những cái giấy tờ tôi làm đúng pháp luật trong cái đoạn ghi âm vừa rồi thì tôi muốn nói cho chị là chị hãy nhớ là chị đã từng trả lời trên đài truyền hình, hình như là báo chí và đài chính thống, thì chị cũng hãy nhớ xem là chị có dùng hai chứng minh hay không để đi công chứng hay không, hay là như thế nào đó thì chị giải thích để cho mọi người được được rõ. Bởi vì trong năm sinh của chị có hai bản công chứng mà có thể, tôi vẫn nói là có thể nó đang ở trên bàn làm việc của cơ quan chức năng, thể hiện một cái sinh năm 79, một cái sinh năm 83 đó. Và cái tên của anh Chiến, một cái là Vũ Văn Chiến hay Vũ Minh Chiến gì đó, tôi thật sự là nó quá nhiều dữ liệu mà tôi đọc đi đọc lại tôi không không nhớ hết được. Nhưng tôi nhớ những cái chính thôi, một cái là Vũ Văn Chiến và một cái là Nguyễn Minh Chiến, cũng đều dùng những cái đó để đi công chứng để làm sang tên trong vấn, nói chung là nó có những cái vấn đề để sang tên cái sổ đất của bà Loan và cho tặng cho bà Lan. Thì nếu như chị dùng những cái đó để đi công chứng để làm thì tôi chưa biết là câu chuyện sau này đúng sai như thế nào, nhưng người ta nhìn những cái đó thôi người ta đã phát hiện ra những cái mập mờ rồi. Và cái câu chuyện là chị đi công chứng ở rất nhiều phòng công chứng, vài phòng công chứng nha, cái này thì chị không thể chối được. Tại sao ạ? Tại vì như tôi đã nói rồi, ngoài cái chuyện nói có sách mách có chứng ra thì chị cứ sang bà Loan bảo bà Loan cho xem thì chị sẽ thấy. Và cái này thì là cái để trả lời cho những cái người ủng hộ cho ông Đạt cứ bảo tôi là không nói về những câu chuyện này. Các anh các chị xem lại đi nè, và cũng xem lại xem cái cách sống của chị Lịch có đúng như những gì mà các anh các chị đang bênh hay không. Đây là cái mà tôi muốn nói cho tất cả mọi người hiểu. Và đúng là tôi không tưởng tượng được câu chuyện này nó lại ghê gớm đến thời điểm hiện tại. Nhưng thôi, còn rất nhiều cái mà chúng ta sẽ trò chuyện trong những video khác nữa.
Hy vọng cô chú anh chị và các bạn sẽ luôn ủng hộ cho những sản phẩm đông trùng hạ thảo mà Estam TV đang bán. Đông trùng hạ thảo khô, tươi, mật ong ngâm đông trùng hạ thảo rất tốt cho sức khỏe của cô chú anh chị và các bạn. Hy vọng là mọi người sẽ luôn ủng hộ cho những sản phẩm Estam TV đang bán. Mật ong thì rất tốt cho cô chú anh chị và các bạn, đặc biệt là những người mà có muốn uống mật ong pha với một vài giọt chanh với nước ấm để ngăn ngừa những cái bệnh ung thư. Đây là cái đã được khoa học công nhận, và một điều nữa là rất tốt để bồi bổ sức khỏe cho tất cả chị em phụ nữ sau sinh, đặc biệt là đối với đông trùng hạ thảo thì nó rất tốt cho chị em phụ nữ sau sinh, đặc biệt là nó có trong rất nhiều cái thành phần của thực phẩm chức năng dùng cho mọi lứa tuổi và tốt cho tim mạch, tiểu đường, cao huyết áp, đau lưng nhức mỏi, yếu sinh lý, hiếm muộn, hen suyễn. Cảm ơn tất cả mọi người, và đặc biệt nó cũng rất tốt cho tiểu đường, cho các chú chị và các bạn. Những câu chuyện về phía sau, những góc khuất ở phía sau, hay là tất cả những câu chuyện này thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích tiếp. Cảm ơn tất cả mọi người, chúc cô chú anh chị và các bạn luôn sức khỏe, bình an. Xin chào tất cả quý vị, các cô chú anh chị và các bạn. Đây là sản phẩm đông trùng hạ thảo khô của Estam TV. Xin chúc cho mọi người luôn sức khỏe, bình an. Mọi người hãy liên hệ với Estam TV để được tư vấn và đặt hàng đông trùng hạ thảo thì rất tốt cho cô chú anh chị và các bạn về tim mạch, tiểu đường, cao huyết áp, đau nhức mỏi, yếu sinh lý, hiếm muộn. Đặc biệt đối với cô chú anh chị là phụ nữ, những anh chị em là những chị em là phụ nữ thì sẽ rất tốt trong cái việc là chống lão hóa da, làm đẹp. Đối với trẻ nhỏ, người già thì rất tốt trong cái việc bổ sung năng lượng, chất dinh dưỡng. Hy vọng cô chú anh chị và các bạn liên hệ với Estam TV để được tư vấn và đặt hàng. Cảm ơn tất cả mọi người.